Tượng Tuyết Sơn là tượng Phật được chạm khắc từ gỗ với kỹ thuật chạm khắc tinh xảo, mang đậm phong cách dân gian Việt Nam. Tượng Tuyết Sơn thường được đặt trong nhà thờ họ, nhà thờ tổ, để thờ cúng. Lịch sử tượng Tuyết Sơn có thể bắt nguồn từ thời Lý, khoảng 800 năm trước. Ban đầu, tượng Tuyết Sơn chỉ được chạm khắc đơn giản với hình dáng tượng Phật ngồi thiền. Sau đó, nghệ thuật chạm khắc tượng Tuyết Sơn ngày càng phát triển với nhiều kiểu dáng, kích thước và chất liệu khác nhau tượng Phật được xem là hiện thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, người ấy đã tìm ra con đường giác ngộ, giải thoát cho chúng sinh. Việc thờ cúng tượng Tuyết Sơn giúp người Việt thể hiện lòng tôn kính đối với Phật, cầu mong sự bình an, may mắn và hạnh phúc. Hình ảnh tượng Phật ngồi thiền trong tư thế kiết già thể hiện sự giác ngộ, giải thoát của Ngài. Việc thờ cúng tượng Tuyết Sơn giúp người Việt nhắc nhở bản thân về con đường tu tập, hướng tới sự giác ngộ, giải thoát. Tượng Tuyết Sơn có những nét độc đáo riêng, thể hiện được đặc trưng của văn hóa và nghệ thuật việt nam tượng tuyết sơn là một trong những sản phẩm của đồ thờ đức hiệp sơn đồng được ưa chuộng tượng được chạm khắc từ những nghệ nhân tài hoa của làng nghề sơn đồng truyền thống với kỹ thuật chạm khắc tinh xảo mang đậm phong cách dân gian việt nam đồ thờ đức hiệp sơn đồng là một lựa chọn hoàn hảo cho những gia đình muốn tìm kiếm những sản phẩm đồ thờ cúng cao cấp chất lượng và mang đậm giá trị văn hóa truyền thống